chính thái còn không liền thì ông bà cùng với thánh nhân ta nói những lời thề nguyện. Lời thề nguyện linh thiêng đó là dấu ấn bí tích. Cùng với chung khi nhắc đến cái lời thề nguyện thì cũng nói lên một câu rất được tình ái và cũng phản phất. Chắc chắn là lời thề đó và nhất là niềm tin khi nói rằng đã giúp ông bà vượt qua những cám dỗ, những thử thách cao trong cuộc sống để rồi hôm nay cùng với cộng đoàn dân chủ đến đây để nhắc lại lời thề đó, để cảm tạ Chúa bởi vì Ngài đồng hành với gia đình. Xin chính Chúa chúc lành cho ông bà và cũng như thầy cô đã giáo dục chúng ta. Chúng ta cũng cầu xin cho ông bà luôn luôn được nhiệt đức trong niềm tin, ước mong rằng một vô dân tộc sẽ đem lại phúc lợi không phải chỉ cho ông bà mà đặc biệt hơn cho con các cháu, cho những người xung quanh, cho bạn bè. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cầu nguyện cho ông bà khiêm mừng khiêm khánh tôn phục vẫn còn mạnh khỏe, vẫn đi được, vẫn chưa phải ngồi trên xe. Đó là một niềm vui, kế nghiệp niềm vui mà chúng ta đã nói về. Chúng ta cùng cầu xin
Mất cha, đương thì hạ, mất mẹ, đồ hạ.
xưa, chúng con rất may mắn cho đến ngày hôm nay anh em chị con còn có cha có mẹ, cha mẹ còn sống song toàn nhờ vào ơn Thiên Chúa. Cha mẹ đã đi hai tuổi là 72 tuổi ân, đúng là bàn tay vô hình của Thiên Chúa ngài đã bảo bọc cho cha mẹ hiện nay. Xin Thiên Chúa tiếp tục tay đỡ tay nâng và đổ nhiều vòng ân lên cho cha mẹ trong tăng tuổi già này để cha mẹ tiếp tục sống trường thọ thông đoàn tăng năm tỷ liên mạng và đầu nghiệp của thế. Giờ đây chúng con có bó hoa khi từng vị dân cha mẹ. Chân thành cảm ơn bác sĩ vì tâm tình tốt đẹp và lời cảm ơn dành cho chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, cảm ơn người, cảm ơn gia đình đã tạo cơ hội để chúng tôi được cùng gia đình mừng kim thành hôn phối của ông bà cụ. Xin Chúa tiếp tục đổ hầu ân trên ông bà và xin Chúa cứu cho con cháu ông bà can đảm bước đi trên con đường mà ông bà đã đi, bất chấp những khó khăn ở thời chiến tranh, thời máu nóng loạn lạc và đói khổ gian khổ. Và tôi tặng lại cái bó hoa này cho người đại diện nhân tộc